thời đi. Chờ có hỏi. Cái thầy nói về nhân quả thầy, như con gà là do nhân ác nó tạo thành con gà. Nhưng mà nãy thầy nói nó chết hàng loạt đó, cũng như là bắt hết một đống gà thảy vô lửa đốt hoặc là thảy xuống hầm. Thì trong khi nó chết hàng loạt như vậy thì nhân quả nó có thể trở thành con người được không, hay là nó vẫn tiếp tục con gà nữa? Nên nó bị trong cái nhân ác của nó đó, nó không phải tiếp tục gà nữa con. Cái nhân ác đó, nó thải ra những cái từ trường khi mà nó bị diệt nó vậy đó, nó chết vậy. Cái từ trường ác nó đau khổ vì cái quả mà quả khổ của nó cũng như quả đắng rồi. Không biết nó con gà nó bị quăng trong lửa đốt thì nó nóng, nó la, nó sợ hãi lắm. Nó thành ra cái từ trường nó phóng ra cái sự sợ hãi, nó thành ra nhân quả của nó tiếp tục. Cho nên vì vậy mà tương ưng trong những cái tương ứng với thời tiết của vũ trụ không, nó trở thành những cái lũ lụt bão tố, nó trở thành sóng thần hay động đất không, nó không thành là con gà nữa mà nó thành những cái khác không, để tiêu diệt những cái ác mà mình đang làm ác. Cho nên nó con thấy mình càng tiêu diệt nó luôn thì bắt đầu mình thấy thời tiết nó thay đổi, sóng thần lũ lụt bão tố nó đủ loại hết con thấy không. Con gần đây con thấy ghê quá không? Tại vì ác quá mà. Trời ơi, gà như vậy mà nó đem nó quăng, nó đốt trong lửa, nó đốt đống lửa vậy nó quăng vô gà nó là áo bị nóng đó, trời ơi nó chết hàng loạt. Vậy là nó chuyển quả của nó. Nó không chuyển đâu con, nó trả quả nữa, nó trả quả được cái sự đau khổ của nó thành cái từ trường ác đó, nó phóng sức lên không gian, nó làm cho cái thời tiết nó thay đổi, bắt đầu nó lũ lụt, nó bão tố chỗ này chỗ kia, thời tiết chỗ này hạn hán, chỗ kia thì lũ lụt, chỗ nọ thì sóng thần nó đủ loại, chỗ nọ thì động đất. Nó làm đủ loại hết thì nó con người của mình bởi vì mình sống ác đó, nó mới sanh ra những cái này. Mình ăn thịt gà nó mới sanh ra gà mình ăn cá nó sanh ra cá, cho nên nó đủ loại hết. Vì vậy cho nên nó từ đó những cái loài vật nó bị diệt đi, nó tưởng là nó trả quả chứ thật đang trả đó. Chính mình con người của mình làm ác mà nó thành những con gà để nó trả đó, nó trả quả thì cái nhân ác nó đau khổ, nó tạo thành cái nhân ác nữa, cái quả ác nữa, cho nên nó thành ra cái từ trường. Mà từ trường đó bây giờ nó không có sanh, bị người ta diệt nó rồi mà nó đâu còn nó sanh được nữa, nó đâu có còn nuôi trại gà diệt nữa nó sanh, thì tức là nó thành một khác nữa, nó thành một cái môi trường sống khác, nó ác hơn nữa, nó tạo chúng ta hàng loạt rồi. Nó không sống thần, nó không hưởng, nó giết con người mà nó phải giết cả loài chúng sanh nữa. Nếu là giờ ví dụ như bây giờ con ở đây này mà sống thần nó vô đây thì con thấy toàn là heo dê gà vậy, con nó lôi hết, nó lôi con đi xuống biển hết, nó cũng lôi tủ nó xuống hết, chứ đâu phải giết của mình con đâu. Của cải tài sản người ta tiêu tan hết, nhà cửa nó lôi xuống biển hết, sống thần mà đâu có nhiều, con hiểu không? Động đất rồi nó sụp đổ nhà cửa con tan tành hết, bây giờ con dán con rùng con dế gì ở trong cái khu vực con ở nó cũng tiêu, chuột con vật gì cũng tiêu hết, còn chết thì nó cũng chết hết chứ nó đâu phải nó giết con mình đâu. Ở đó là cái từ trường ác mà con, nó là như vậy mà con thấy nó đâu phải là con gà nó chết rồi nó thành con gà nữa đâu, rồi nó thành cái từ trường ác nó còn khắc nghiệt hơn, bởi vì hồi nó chỉ chết nó la. Nó la nó đau khổ đó, thì nó phóng xuất ra cái trường đau khổ đó, nên nó càng bị giết nữa, con hiểu không? Cho nên mấy con cứ nghĩ nó tưởng là nó chính mình bây giờ ăn thịt gà này mình giết các tổ này đó, tưởng như cái trường của mình nó thành con gà, mà bây giờ nó không có duyên nó hợp để thành con gà nữa, thì nó thành cái khác, nó thành cái loại khác ác độc hơn, nó cũng diệt mình tới lại à? Rồi bây giờ mình hết ăn gà rồi thì bây giờ mình ăn rau cải, bị gà không dám ăn. Thì nó từ từ nó hiền thành cái lợi chút, nó đỡ, nó không có sự đau khổ la lắm. Anh thầy nói riết rồi bò cũng điên, rồi heo nó cũng cúng nữa, rồi bắt đầu họ không dám ăn thịt bò, thịt gà, thịt heo hết, thì buộc lòng họ phải ăn rau cải thôi chứ làm sao. Thì cái từ cái chỗ ác cực ác á, thì nó đi đến cái cực thiện chứ không có gì hết. Nhưng mà cái thiện mà phải bằng cái trí tuệ của chúng ta nó mới bảo vệ được cái cực thiện, chứ còn không bằng trí tuệ từ cái thiện đó nó sẽ trở thành cái ác. Cái quy luật của nhân quả mà, cho nên mình muốn vượt ra bằng cái tri kiến của mình, cho nên hôm nay mấy con mới học để cho mấy con vượt ra. Còn nếu mà không học thì nó cực thiện thì bắt đầu người ta ăn rau cải, nhưng mà rau cải nó hiền lành rồi bắt đầu dạng vật nó sinh ra, cái bắt đầu chốt ăn thịt nữa, nó có tha đâu, nó có biết thiện đâu, thì nó thấy con vật nó ăn được là nó cứ bắt nó ăn, chứ nó đâu có sao, bởi vì nó lớn hơn nó có thể nó bắt con vật nó ăn được nó ăn. Nó là có ta, cho nên nó từ cái thiện nó đi đến cái ác, từ cực ác nó diệt lại, nó làm cho tiêu diệt cái gì cái đó, rồi bây giờ nó trở lại, nó còn lại cái môi trường sống nó không vắng người đâu, nó không vắng loài vật đâu, rồi bắt đầu nó từng lượt lần lượt nó thiện lại, rồi bắt đầu nó đến cực ác của nó.
Chỉ có chúng ta tu mới thoát ra, còn không tu thì không thoát. Chỉ có đạo Phật là hướng dẫn chúng ta thoát ra được cái quy luật của nhân quả. À, còn đây, bây giờ các con còn hỏi thì nghe thêm.